Sao mà dạo này bảo con đi tắm con lười thế hả? Có phải tuổi càng lớn thì càng lười tắm không? Đây này, đồng này con thích này. Cho con đồng này rồi con đi tắm này. Hả? Không lấy à? Đồng này đồng đô la đấy. Hả? Không lấy à? Rồi thay đổi đồng khác. Mẹ thay cho con đồng khác này. Đồng này là lấy liền. Hả? Vào tắm luôn hả? Ui. Ừ rồi, rồi mẹ biết rồi, mẹ vào tắm.